đều là những bộ phim rất là hay. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ xem một lần thì khó có thể nắm bắt được ý đồ của đạo diễn muốn gửi gắm đến khán giả là gì. Và phải đến khi chúng ta xem lần thứ hai hay lần thứ ba thì chúng ta mới có thể hiểu được hết nội dung của tác phẩm ấy. Có nhiều người nói rằng đó mới chính là cái tài của nhà làm phim, và những bộ phim như thế mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Và phần phía sau ống kính của chương trình kỳ này, mời các bạn cùng đến với một số những bộ phim như thế. Hôm nay chúng ta sẽ đến với top 10 bộ phim mà khán giả luôn xem đến lần thứ hai. Sự tuyển chọn này trên tiêu chí về mức độ phức tạp khiến người xem phải ngẫm nghĩ và xem lại lần nữa để hiểu đầy đủ nội dung và cảm nhận từ cái hay của bộ phim. Ở vị trí số 10 là phim Nghi phạm vô hình. Mở đầu danh sách này là một tác phẩm xoay quanh cuộc phỏng vấn với Kevin Spacey, một kẻ lừa đảo trở thành người sống trong một cuộc tàn sát hung bạo. Trong phim có những đoạn hồi tưởng được kể bởi một người kể chuyện không đáng tin cậy lắm. Một trong những chuyện đó là về ông trùm tội phạm huyền thoại. Phần thứ hai lại hoàn toàn khác khi bạn biết được sự thật đằng sau nhân vật Kiyoshi. Tiếp theo là phim Mở rộng tầm nhìn, một xuất phẩm gốc của Tây Ban Nha, được làm lại một cách vội vàng trong phim Bầu trời Vanilla, với sự xuất hiện của tài tử Tom Cruise cùng với nữ diễn viên Penelope Cruz. Trong phim, một chàng đẹp trai dính vào mối tình tay ba, buộc phải phẫu thuật gương mặt của mình sau một tai nạn kinh hoàng và trở lại một nhân vật khác. Vì hoàn cảnh thay đổi được dệt thành câu chuyện liền mạch, với lần xem phim thứ hai, bạn chắc chắn sẽ chú ý nhiều hơn. Vị trí thứ 8 thuộc về bộ phim Giấc mơ có thật, là một tác phẩm tâm lý kinh dị nói về một bác sĩ thú y ở Việt Nam buồn phiền vì thương tiếc về cái chết của con mình. Móc nối ở đây là anh ta phải đối mặt với chứng bệnh tách biệt mình ra khỏi xã hội, khiến cho cuộc sống thực tế bị đảo lộn. Điều đó dẫn đến nhiều nỗ lực giải đáp những ảo giác và giấc mơ. Bạn có thể tưởng tượng được rằng phim không những khó hiểu khi theo dõi lúc ban đầu, mà còn là một phim kinh dị thôi miên người xem. Và vị trí thứ 7 thuộc về phim Đường Mulholland. Tiếp theo là thể loại phim noir siêu thực về một nữ diễn viên đầy tham vọng làm bạn với bệnh mất trí nhớ. Có một số cách để hiểu được bộ phim, đó là hãy tập trung vào các yếu tố dường như không có gì liên quan đến mạch truyện, đồng thời đừng bao giờ để tâm nghĩ ngợi xem chi tiết đó có thật hay không, một giấc mơ hay chỉ là một giả thuyết. Đơn giản chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, dù không tìm được sự kết nối câu chuyện ở đây, phần 2 có lẽ sẽ giúp làm sáng tỏ, và đó chính là điểm thú vị của phim. Kế đó là bộ phim Sàn đấu sinh tử, thường được nhắc đến trong nhiều chương trình vì không thể nói trọn vẹn về tác phẩm này chỉ trong một danh sách. Có lẽ đó là vì tác phẩm vốn cần được xem lại nhiều lần. Bề nổi phim nói về Norton, một nhân viên văn phòng mất ngủ làm bạn với một đấu sĩ vô chính phủ có uy tín. Tuy nhiên, một khi biết được sự thật về người bạn mới của mình, cũng là lúc tua phim và tìm lại tất cả những dấu vết mà chắc chắn khán giả đã bỏ sót. Trên hết, đạo diễn David Fincher đã thêm vào các khung hình dưới dạng mờ ảo để diễn tả những điều thuộc về tiềm thức xuyên suốt tác phẩm. Adds in subliminal frames throughout the film, expertly blurring form with function. Everything's a copy of a copy of a copy. Number 5, Inception. Thứ đến là bộ phim Đánh cắp giấc mơ. Hãy để đó cho đạo diễn Christopher Nolan để xem ông có thể làm cho tác phẩm gần khán giả đến mức nào. Trong phim, nhân vật của DiCaprio và bạn đồng hành được thuê để sử dụng công nghệ thí nghiệm của họ len lỏi vào giấc mơ của các mục tiêu. Mặc dù ý tưởng ban đầu cũng đủ làm khán giả rối trí, nhưng bộ phim này còn dựa vào ý tưởng giấc mơ nằm trong giấc mơ, diễn ra trong dòng thời gian, rồi sau đó khiến cho bạn suy đoán, nhưng không thể chắc chắn được điều gì. Number 4, Donnie Darko. Vị trí thứ 4 là bộ phim Donnie Darko. Xuất phẩm siêu nhiên này khá kinh điển vì một lý do. Đó là câu chuyện tập trung vào nhân vật Donnie của diễn viên Jack Gyllenhaal, sống trong gang tấc sau vụ chiếc máy bay phản lực hạ cánh xuống phòng ngủ của cậu ta. Sau đó cậu trốn xuống một cái hang thỏ. Truyện phim là về thuật thôi miên, lỗ sâu và trình tự thời gian thay đổi. Thậm chí còn có cả một con thỏ đáng sợ có kích thước bằng một con người tên là Frank xuất hiện. Một sự sắp đặt lạ lùng, Donnie Darko là một bộ phim khá lý thú, khiến người xem phải phát óc suy ngẫm. You're starring Stanley.
Đứng ở vị trí thứ ba là bộ phim Giác quan thứ sáu. Trong bộ phim kinh dị tâm lý này, đầu tiên khán giả được giới thiệu về một cậu bé có thể nhìn thấy hồn người chết. Một bác sĩ tâm lý đã cố tiếp xúc để giúp cậu bé, nhưng cuối cùng ông ta cũng nhận ra mình chính là một trong những hồn ma mà cậu bé nhìn thấy. Có vô số các tình tiết gợi mở trong suốt bộ phim, có lúc lặp đi lặp lại để khán giả có thể chú ý. Dù bằng phương pháp nào, thì sau khi xem đến cuối, bạn sẽ lại muốn xem bộ phim này lại lần nữa. Vị trí ác quân thuộc về bộ phim Ngòi nổ. Trong bộ phim này, một nhóm các nhà khoa học lập nhà để xem năng du hành xuyên thời gian, nhưng mỗi trình tự thời gian lại hoàn toàn khác biệt. Thật không đúng lắm khi cho rằng việc diễn tả khái niệm du hành thời gian chỉ là tiến về phía trước. Kết quả là bộ phim được dựng lên một cách rối rắm, phức tạp, mà khán giả có lẽ phải vẽ ra một sơ đồ để có thể nắm bắt những gì mình đang xem. We've talked a bunch of times. I'm sure we have. Number one, Memento. Well, what's the last thing you remember? Và ngôi vị đầu bảng trong danh sách này thuộc về Bom Tấn, Kẻ Mất Trí Nhớ, con đẻ của đạo diễn bậc thầy Christopher Nolan, người từng làm những phim khác như Kỵ sĩ bóng đêm hay Đánh cắp giấc mơ. Đây là bộ phim diễn ra theo trình tự ngược. Nó tiếp tục lẫn lộn với nhân vật chính, người không thể nhớ lại ký ức để tìm kẻ giết vợ mình. Cuối cùng, bộ phim kinh dị tâm lý này sẽ khiến cho bạn phải suy đoán, giải mã và phân loại các sự kiện lâu sau khi xem đầu tiên. Sau đó xem ngược trở lại để có thể giúp bạn hiểu ra vấn đề hơn. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tạp chí nghệ thuật thứ bảy kỳ này của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau. Chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Nhạc trẻ thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình hôm nay, Ed Sheeran, anh chàng ca sĩ nhà bên. Lịch sử âm nhạc, Chicago, hào quang của tình yêu. Khi một người ca sĩ sáng tác và Ed Sheeran là một người như vậy. Ở tuổi 23, anh đã có thành công lớn và sau thành công đầu tiên trên Internet, hai album phòng thu và đang có những chuyến lưu diễn trên khắp thế giới. Chỉ với cây đàn guitar của mình, anh ấy có thể khơi dậy năng lượng còn hơn cả một ban nhạc. Tại buổi hòa nhạc ở Hamburg, nước Đức, Ed Sheeran trông giống như cậu trai nhà hàng xóm, dù cho ca sĩ 23 tuổi luôn bán hết vé trong các buổi hòa nhạc trên khắp thế giới của mình. Phong cách thoải mái của anh đến từ những năm trải nghiệm sân khấu trước khi trở thành một ngôi sao nhạc pop. Xuyên ở mọi nơi, ở khắp các câu lạc bộ pop, các hộp đêm, điều đó chính xác đã thay đổi cách trình diễn của tôi. Sân khấu hiện giờ có thể đến